đau bên phải hả? Dạ. Nó dọc xuống dưới dưới đì. Dạ, đau dưới mà đì. Mà người ta nói cái ứ nước thận này mấy năm rồi? Cũng như hồi lúc trước khám đầm dơi cũng không nghe nói cái vụ ứ nước. Mà ra khám Hồng Đức cũng như hồi năm rồi cũng như mãn cái bảo hiểm rồi mới ấy lại đó. Đây là hình ảnh của một cái ứ nước thận bên phải. Lúc trước cách đây khoảng vài tháng thì độ 2, bây giờ nó lên độ 3 rồi nè. Yeah. Các anh chị thấy mất hết cái chủ mô của thận. Yeah. Khi kéo dọc dài xuống phía dưới của cái đường theo cái đường niệu quản thì thấy nó giãn rất là dài. Yeah. Giãn rộng luôn đó. Đây, giãn tới 13 mm. Và khi đi sâu xuống dưới chỗ bàng quang á thì thấy rõ ràng là nó có một cái cục sỏi bên niệu quản thành ở phía bên phải này. Trên những mà ấn sâu xuống thì chúng ta sẽ thấy được cái cục sỏi bên niệu quản thành. Tiền đam mơ cũng dễ sót và rất là khó thấy. Hình bóng cô này cũng vậy. Vậy ấn hay chịu khó hay đau tí ha. Dạ. Sói này mà không có kinh nghiệm là không thấy luôn. Đây cục sỏi đi hoàn thành. À, khi mà tìm được cái sỏi đi hoàn thành của phía bên phải gần bàng quang rồi thì xử lý trường hợp này rất là dễ. Nếu mà chúng ta không xử lý để huyết áp gì này có cao chưa? Dạ có. Cao huyết áp và có thể mình nội soi qua bàng quang mình bóp nát dùng cái cục sỏi này thì giải quyết được cái tình trạng ứ nước ở phía trên. Cho nên đây là một cái điều mà bác sĩ cố gắng để làm giúp cho bệnh nhân để chống cái tình trạng bị suy thận sau này, giải quyết được nguyên nhân cao huyết áp. Thì cái này thì chắc gửi vào bệnh viện lớn thôi để là làm cái phương pháp bóp cái sỏi cho nó tan rồi thận phía trên này nó sẽ không còn ứ nước nữa. Thì đây là một cái nguyên nhân có thể mình giải quyết được mà trên cái người cao huyết áp mà ứ nước thận có nguyên nhân hết.